Mình sẽ giới thiệu về các bạn vệ sinh cái dòng máy này. Đây là cái tăng nước, thì mình dùng mình nên tháo ra vệ sinh thường xuyên. Mình cứ nhấc đều hai tay lên là mình có thể đem cái này đi rửa với nước. Đây, mình có thể đem cái tăng nước này đem đi rửa và chà. Sau đó thì mình lắp lại. Cặp hạt cà phê này thì cũng không có gì để vệ sinh đâu. Còn sau đó thì cái khay thải này mình cứ kéo mạnh theo cái phương ngang ra. Mình đem học bã đi đổ và đem cái khay thải đi vệ sinh bình thường. Sau khi vệ sinh thì mình lắp lại. Đó, để mình quay ngang cái máy này qua để mình hướng dẫn các bạn bộ phận khô ép. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn vệ sinh cái phần khô ép của máy này. Ở đây có một cái lẫy nhẹ để bạn mở cửa ra. Đây là cái cối ép. Để lấy được cái cối ép này ra vệ sinh đó, thì mọi thao tác với cối ép này các bạn đều nên để máy ở màn hình chờ, hoặc là sau khi máy nó không có pha trong một cái chế độ pha nữa thì các bạn có thể tắt nguồn máy và lấy nó ra. Về cái nhà hướng dẫn sử dụng của hãng đó, thì người ta mình khuyên các bạn nên đặt tay như thế này. Đây có những cái rãnh này để mình đặt cái tay mình vào, mình bấm cái núm cái, bấm cái ngón cái vào đây và tùy thêm nhẹ vào cái tay đây để mình kéo ra. Đây là cái cối ép. Khoan nói về cối ép này trước, thì trong này là một cái buồng nén cà phê. Ở đây thì nó có một cái rãnh để chứa ấp nước thôi. Mình có thể mang cái lấy cái này ra vệ sinh. Cái này nó chỉ là chi tiết đặt vào thôi, không có một cái ngành gì hết. Và mình có thể vệ sinh cái này dùng cọ vệ sinh thôi nha, dùng cọ quét 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 vệ sinh rồi mình lắp lại. Còn đây là cái cối ép. Trên cái cối ép này nó có hai cái mũi tên, thì mọi cái thao tác với cối ép này bạn phải để sao cho hai mũi tên nó đối đầu với nhau như thế này để gắn vào thì là tháo ra được. Nguyên cái cối ép này mình dùng thì mình có thể rửa trực tiếp với nước và lau khô, không nhất thiết phải khô đâu, nhưng mà đặc biệt cái miệng phễu này là cái miệng phễu mà cà phê sẽ rót xuống đây, nên mình phải dùng cái giấy mình lau khô. Những chi tiết bên này nó có ướt một tí cũng không sao. Mình nên vệ sinh vào khoảng 7 ngày một lần, tức là tuần một lần. Thì còn sau khi mình pha khoảng 500 ly thì mình nên có những cái bảo hành khác như là thay ron hoặc là bôi trơn gì đó. Nhưng mà cái việc bôi trơn thì mình cũng khuyên các bạn là càng làm càng nhiều càng tốt, cũng không có hại cho máy. Sau khi mình đã vệ sinh thì mình gắn lại. Cái thao tác gắn thì cũng như vậy thôi. Mình cầm như thế này và mình đẩy ra cái rãnh. Trên này đã có hai cái đường trượt tương ứng với hai cái cạnh của cối ép, tương ứng với hai cạnh cối ép, thì mình cứ đẩy thẳng vào thôi, nó sẽ có một cái tiếng tách nhẹ đó là được. Mình đóng lại. Đó là về cái cách vệ sinh cái máy này. Ngoài ra thì máy nó sẽ có một cái chương trình báo tẩy canxi định kỳ nữa. Cái quá trình đó, nó có thể tốn từ khoảng 30 đến 45 phút.